Hello, xin chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh của Thanh Tùng. Thì hôm nay Thanh Tùng có quay được một đoạn video clip về cảnh một con tàu container, tức là tàu mà như là ở trên bộ thì các quý vị từng xem theo dõi những cái xe ô tô công ấy, các quý vị gọi là xe công. Thì ở bên ngành vận tải đường thủy thì họ sẽ có những con tàu chở những loại chiếc công trailer đó. Container thì dịch ra nghĩa là một cái thùng chứa gì đó bên trong, dùng để chứa hàng, chứa đồ, dùng để vận chuyển từ nơi này đến nơi khác. Thì cũng như các quý vị biết là có rất nhiều những con kênh trên thế giới, có thể là kênh tự nhiên, là kênh tự nhiên là tự nhiên hình thành, đó là những cái dòng dòng sông, những cái vết nứt mà nó tạo ra được bởi do cái trái đất, nội trái đất nó hoạt động bên trong. Và ngoài ra thì có kênh nhân tạo, thì cái kênh nhân tạo là do con người tạo ra, tức là đào để làm sao cho được cái phương tiện nó lưu thông được từ cái nước này sang nước khác. Có thể là kênh thì thường là kênh 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 đường thủy, tức là mở ra để cho các tàu bè có thể qua lại được, rút ngắn được cái quãng đường đi lại để mà giảm được thiểu được cái chi phí. Thì những có cái kênh con kênh lớn nhất thế giới như Thành Tùng biết thì như ở châu Á của mình thì ở khu vực Ai Cập thì họ có, ngày xưa người Ai Cập cổ đại họ có đào qua một dòng kênh, con kênh kênh thì có tên là kênh đào Suez, và ở châu Mỹ thì có kênh đào Panama. Ngoài ra còn rất nhiều những cái kênh nhân tạo do con người tạo ra, như những cái kênh mà dòng sông ở Trung Quốc là ở Thượng Hải đấy, ngày xưa là họ cũng cũng tự đào một con kênh rất là dài, nhưng con kênh đấy chỉ phục vụ cho những cái mục đích là vận chuyển nội địa thôi. Còn những cái kênh Suez và kênh đào Panama thì nó mục đích là rút ngắn cái quãng đường cho các phương tiện từ nước này đến nước khác, từ châu này sang châu khác. Thì bây giờ Thanh Tùng sẽ mời các quý vị cùng theo dõi cái cảnh con tàu công rất là lớn đang qua kênh đảo Palama, và làm thế nào một con tàu lớn như vậy mà có thể qua cái kênh rất là dài các quý vị ạ. Vậy Thanh Tùng xin mời các quý vị cùng theo dõi. Ở kính thưa quý vị, trước mặt Thanh Tùng chính là chiếc mũi tàu của một chiếc tàu container cỡ lớn và đang qua kênh Palama. Thì con tàu này đang có mặt ở trên kênh Palama. Kênh Palama được đào hoàn toàn bằng phương pháp thủ công tự nhiên. Thì ngày xưa thì do Mỹ quản lý và sau này họ bàn giao lại cho đất nước Palama. Thì Palama là một đất nước rất là nhỏ, thế nhưng mà nhờ cái con kênh đào này, chính vì vậy cái nền kinh tế họ phát triển rất là nhanh và rất là giàu. Trước màn hình đây thì chiếc tàu công này đang đi từ theo hướng từ bờ tây của châu Mỹ sang bờ đông của châu Mỹ. Chính vậy do cái mực nước của biển của bờ tây của châu Mỹ cao hơn mực nước của bờ đông, nên chính vì vậy là khi mà con tàu, bất cứ một con tàu nào đi từ phía bờ tây của châu Mỹ sang phía bờ đông của châu Mỹ thì nó giống như quý vị đi từ gác 3, gác 4 xuống tầng gác 1 đến tầng trệt của nhà quý vị đấy. Và ngược lại, khi mà con tàu đi từ phía bờ đông của châu Mỹ sang bờ tây của châu Mỹ, tức là đi quay trở lại đấy, thì con tàu giống như là các quý vị đi từ tầng 1 và treo lên tầng 2, tầng 3, tầng 4, rất là cao như vậy. Và để mà đi từ bên trên xuống thì phải con kênh là thiết kế rất nhiều những cái ang kín và có những cái cửa để đóng phía trước và phía sau lại, và sau đó họ sẽ bơm nước dần dần lên để mà bằng cái mực nước của con tàu trên con tàu, và sau đó thì sẽ mở cửa ang ra và đẩy con tàu đi lên phía trước. Ở mỗi một con tàu đi qua thì theo Thành Tùng quan sát thì ở phía sau đằng lái sẽ có một chiếc tàu tắc lai hay là một chiếc tàu kéo để phòng khi không may là tàu nó bị mất trớn thì sẽ có tàu lai đằng sau nó sẽ giữ con tàu lai. Và cái thứ hai nữa là phía trước của mũi tàu thì bất cứ một tàu nào Thành Tùng quan sát cũng thấy có bên mạn trái và bên mạn phải đều có hai chiếc đầu tàu kéo, tổng cộng là 4 cái phía mũi và 2 cái ở phía sau lái. Chính nhờ là những cái chiếc đầu kéo này làm cho giữ được cái thăng bằng giữa bên trái và bên phải của con tàu, nên khi mà hệ động lực của con tàu đẩy tàu đi thì làm cho con tàu giống như là chạy theo một cái đường thẳng, nó đã có một cái căn nẻ sẵn rồi, và như vậy thì con tàu sẽ không bị va vào cái thành của kênh và không bị hư hỏng kênh, hoặc là cũng không, cũng như là không hư hỏng được con tàu. Hai bên của con kênh thì họ có thiết kế những cái đường ray giống như là
đường ray tàu xe lửa mà khi mà trên cái hệ thống đường sắt mà chúng các quý vị cùng đi đã đi đấy, quý vị quan sát thì nó cũng giống tương tự như vậy, thì cái đầu kéo nó chạy theo đường ray. Và để mà giữ được con tàu như vậy thì những cái chiếc tàu kéo này theo Thanh Tùng nghĩ thì cái công suất của nó rất là lớn. Thì hiện nay khi mà Thanh Tùng qua cái kênh đảo Panama thì do cái dịch Covid chính vì vậy là họ không cho phép là được đi lên trên cái con kênh. Nếu mà như là trong cái trường hợp mà không có dịch Covid thì có khả năng là Thanh Tùng sẽ có thể đi trên kênh và quay toàn cảnh tất cả kênh Panama này rất rõ nét cho các quý vị cùng xem. Getun Nok Palama Clan 1913, tức là cái con kênh này được xây dựng hiện nay thì cái con kênh cũ này được xây dựng năm 1913. Ngoài ra thì bên cạnh còn một con kênh của Palama mới xây dựng, đó là một con kênh dẫn lớn hơn, thì dành cho những cái tàu cỡ lớn gọi là capsize. Ở đây chính là con tàu công và có tên là Limari. Thường thường thì tên tàu họ sẽ sơn ở phía đằng mũi tàu và đằng ở phía lái. Lái tàu trên cái đỉnh cột lái nó sẽ có tên tàu đó. Thường thường thì đối với những anh em mà đi qua những cái ngành hàng hải, anh em cũng sẽ biết là thường thường những cái tàu mà đăng ký quốc tịch Panama hay đăng ký các quốc tịch Liberia hay là Marseille, đây là những cái đất nước mà rất là thông dụng cho các ngành hàng hải. Chính vì vậy là tàu rất là hay đăng ký quốc tịch như là Panama. Nhiều chủ tàu chủ ở Việt Nam họ cũng lấy quốc tịch Panama. Bởi vì sao? Nếu mà chúng ta có cái tàu đăng ký quốc tịch Panama thì khi mà cái kênh qua kênh Panama này thì cái giá phí qua kênh này nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Theo như Thanh Tùng đoán thì một con tàu có tầm khoảng 5 và 7 và khi một con qua một con đảo Panama này nó tầm 50.000 đến 60.000 đô la Mỹ. Nhưng nếu mà để mà tính đi vòng từ phía bờ Tây châu Mỹ mà sang được phía bờ Đông qua thành Argentina thì rất là xa. Cái chi phí để mà đi xa vậy, thứ nhất là tốn thời gian, cái thứ hai là tốn chi phí nhiên liệu rất là nhiều, mấy lần tiền khi mà qua kênh Panama. Chính vậy là hầu như đa số tất cả tàu để qua bờ Đông sang bờ Tây hoặc bờ Tây sang bờ Đông thì họ hay đi dùng qua cái kênh Panama này. Đây chính là chữ đầu kéo để mà kéo tàu ở phía trước đầu công, còn ở phía đằng sau này thì anh cùng đang ở phía lái đầu kéo ở phía sau lái. Hơi nhìn từ xa các quý vị sẽ xem ở phía của Thanh Tùng này rất là cao và phía đằng sau rất là thấp. Các quý vị mường tượng xem là một cái chiếc container thì thường họ tính bằng tiêu công. Thì các quý vị xem trên cái đường bộ đấy thì có những chiếc xe container nó sẽ dài như nào, dài 4-5m, 7m là dài chạy trên đường cũng cái công như vậy. Con tàu này thì tập đoàn có từ 5.000, 7.000 chiếc công đơn trên đường. Không phải chỉ ở phía trên đường xe ngoài. Trong công này thì công thì là những cái thùng chứa hàng, thì công có công khô, công lạnh và công hóa chất. Thì đây là đa số chúng xem là công và công khô dùng để chứa loại hàng rời. Nhiều khi có thể là họ chứa những cái linh kiện điện tử, máy móc, đồ ăn, thực phẩm vân vân, cái gì họ có thể chứa trong công được. Thì nếu mà chứa ví dụ như là công này mà chứa tiền, các ngân hàng chuyển dịch từ châu này sang châu khác không qua được, không được qua được. Vì những cái công này không biết bao tiền. Và đất nước Panama thì nổi tiếng nhờ cái kênh Panama này, chính như vậy là họ làm cái con
kênh này và bố trí được con cảnh thiên nhiên ở đây, nếu mà quý vị và nhìn trông cực kỳ đã mắt luôn, thật là đẹp, đẹp vô cùng. Từ quang cảnh bầu trời, trời xanh mây trắng, rồi hai bên là rừng xanh, cảm giác rất là không khí nó rất là trong lành, thoáng mát. Và hai bên con kênh nó còn có những cái đồi cỏ và cỏ được trồng nhân tạo, có cắt tỉa đồng hoàng, trông nó rất là đẹp, trông nó rất là xanh bóng đà, xanh mướt mở ra. Trên bầu trời thì là những cái chú chim đại bàng, và đại bàng đặc biệt ở bên Panama này có những cơ hội đến thăm trải nghiệm được rất nhiều chim đại bàng tung bay ở trên bầu trời. Trong cái dòng kênh này thôi, nhưng mà trước đây, hiện tại thì cái số lượng cá nó ít đi, nhưng mà trước đây những loại cá mà tầm vài cân trở lên gọi chặt kín trên cái dòng kênh này rất là nhiều. Đất nước họ giàu nên chính vì vậy là cái nguồn hải sản tự nhiên là họ không khai thác mấy. Những cái chiếc đầu kéo này họ đánh số ở trên đây, số 198 5005, chạy rất là êm, máy rất là khỏe. CMA CGM nói. Tôi chạy nãy giờ mà vẫn chưa hết được cái chiều dài của chiếc tàu công như này. Và các quý vị nhìn từ ở trong cái dòng kênh thì cảm giác chiếc tàu này là bé thôi, nhưng mà khi mà lộ lên trên mặt biển thì các quý vị sẽ tưởng nó rất là to đấy. Thường thường các tàu công là họ bố trí đi bằng thang máy, có thang bộ nhưng mà đa số đi thang máy, nên là cabin của ông sạch sẽ trong cái bé giống như là khách sạn tiêu chuẩn 3 sao và 5 sao. Cái điểm đặc biệt ở đây là trên cái dòng sông, dòng kênh của Panama này thì chúng thấy nước nó sạch, trong xanh và không có, đặc biệt là không có rác, không có một cái túi ni lông nào trên bề mặt kênh hay là cái khu vực xung quanh này. Chứng tỏ cái ý thức của người dân ở đây họ bảo vệ môi trường rất là tốt. Đây chính là cái chữ gate đây các quý vị này. Khi mà qua mỗi cái gate này thì bây giờ cái gate này nó sẽ đóng lại, để sau đó thì sẽ hạ được xuống để cho cái con tàu ở bên dưới của thành thùng, trước mặt thành thùng này các quý vị xem này, cái chiếc tàu này đang ở bên dưới và phải hạ cái quang này xuống thì mới đẩy được cái tàu bên dưới lên, họ sẽ bơm được cái con tàu lên đẩy lên. Nó giống như chúng ta đi từ bờ ở đông sang bờ tây thì giống như kiểu như chúng ta là đi từ cái tầng 1 lên đến tầng 2, tầng 3 cứ đi như vậy thôi, giống như tàu leo núi. Những cái ghép này thì thành thùng không hiểu là họ chế tạo bằng cái gì, chắc chắn là bằng hợp kim thép rồi và đóng mở bằng thủy lực. Như doang này có thể là doang bằng cao su chịu áp lực và rất là kín, nước không hề do lọt cái gì cả. Cái chiếc cửa, mỗi một chiếc cửa đóng một cái an này nó đóng rất là êm, từ từ rồi vào đóng. Trung bình mỗi ngày thì Thành Tùng quan sát là Thành Tùng thì không thể đoán hết bao nhiêu tàu, nhưng mà Thành Tùng thấy hết con tàu này đến con tàu khác theo tiếp đuôi nhau, lối tiếp nhau để mà có qua kênh Panama. Tàu thì đi từ phía đông châu Mỹ sang phía tây và tây châu Mỹ, tàu thì đi ngược lại. Đây chính là phía sau lái của tàu của Thành Tùng thì đang có một chiếc tàu tắc, là một chiếc tàu kéo. Và cái nhiệm vụ của chiếc tàu kéo này là để đảm bảo an toàn cầu khi con tàu qua kênh, để khi mà không may nó qua chớn thì có thể là tàu nó bị trượt xuống thì con tàu kéo này tắc lại này nó sẽ bị giữ, nó giữ lại con tàu lại và nó không gây ra tàu bị trượt, nó không hư hỏng. Và chỉ trong vòng ít phút thôi thì cái gate này nó đóng lại, và với cái số lượng bơm thì Thành Tùng không biết là bao nhiêu bơm, nhưng mà chắc chắn là cái công suất nó rất là lớn. Chính vậy là nó bơm những cái chiếc máy bơm được bơm công suất lớn như vậy, nên là cái trong thời gian nước được bơm để mà dâng đẩy tàu lên nó rất là nhanh, trông nó nhanh như giống thủy triều. Từ trên cao đây nhìn xuống có một người công nhân đang đi ở trên kênh. Đặc điểm là ở bên châu Á, như những nước châu Á của chúng ta như là nước Việt Nam điển hình ấy, thì ở Thành Tùng thấy hoa tiêu thì đa số là đàn ông,
Và những người đàn ông này thì đa số là thường thường họ đi tàu và họ qua trải qua những cái chức danh như là thuyền trưởng hay đại phó. Thế nhưng mà đối với những đất nước như là Panama hay Mỹ thì Thanh Tùng gặp rất nhiều Hoa kiều là nữ. Và như tàu của Thanh Tùng như vậy cũng có tới 2 pilot, tức là riêng qua kênh Panama không bao giờ có chuyện một pilot trên tàu, bao giờ có 2 pilot mạn trái và mạn phải, và sau đó họ điều khiển bằng thiết bị radio VHF, và sau đó thì họ liên lạc với những cái tàu kéo để mà những cái đầu kéo đó để mà chỉ đạo để kéo cái con tàu cho nó hợp lý. Đây quý vị xem nhìn từ xa, anh cũng xem cái con tàu ở bên dưới của Thanh Tùng ấy, nó giống như là bị chìm ấy. Và Thanh Tùng đang ở bên trên cao và con tàu đó thì mang dưới thấp, trông nó rất là nhỏ bé. Và bây giờ thì chiếc tàu công này đang từ từ chuyển sang một cái âu khác, và chiếc âu kia thì đã được bơm nước dâng lên rồi, và sau đó sẽ mở để mà cho cái tàu này đẩy cái tàu sang cái âu khác, và sẽ cửa ghét của sau lái nó sẽ đóng lại, và cứ như vậy tiếp nối nhau như vậy mà đẩy những con tàu này, hết tàu này sang con tàu khác để mà vượt qua cái kênh Panama. Ở trước tàu công này thì Thành cũng quan sát là thấy cái vỏ của lớp vỏ của cái tàu công này khá còn mới, cái số tuổi tàu công này vẫn còn rất ít tuổi. Và đối với những cái tàu công thì đa số họ khai thác từ trong khoảng phạm vi từ 15 năm trở lại, thì sau đó thì họ có thể họ bán hoặc là có thể họ sẽ đem cắt tàu. Thanh Tùng thấy rất ít những cái tàu công mà có thể chạy đến từ 20 năm trở lên, thì đa số những 20 năm trở lên là những cái tàu mà sau khi được bán thì những cái nước ở châu Á nước nghèo họ mua, họ sử dụng và họ đem lên đè và hoán cải sửa chữa lại và sau đó tiếp tục chạy. Thế nhưng mà trong cái thời gian mà từ tàu từ 15 đến 20 tuổi trở lên thì cái máy móc thiết bị nó do bị hao mòn đi xuống, và chính vì vậy là cái tiền sửa chữa nó rất là đắt đỏ và rất hay phải mất tiền, rất là nhiều tiền trong cái việc đầu tư, thậm chí là trong những chuyến hàng hải có thể bị delay hay là bị hoãn bởi vì do cái trục trặc lỗi kỹ thuật của máy móc. Nhưng đối với những con tàu mà khi mà đóng mới, từ lúc đóng mới ra cho đến lúc mà khai thác trong phạm vi từ 5 đến tuổi đến 15 đến 10 tuổi thì những chiếc tàu này nó còn mới, nó vẫn còn trong limit, chính vì vậy là máy nó rất là chạy rất là tốt. Tùy theo cái kích cỡ của mỗi con tàu, cái trọng tải của mỗi con tàu thì cái hệ động lực để mà đẩy tàu nó được thiết kế khác nhau. Một tàu thì công suất máy chính có thể là tầm 5.000 kW, có tàu thì 10.000, có tàu thì 20.000, có tàu một máy chính, có tàu hai máy chính, tùy theo thiết kế của design của con tàu. Như tàu này anh cũng thấy là có một cái ống khói to trên này là máy chính, và 4 cái ống khói lại chắc chắn là có 3 máy đèn và một cái lồi hơi, cũng có thể là một cái máy đốt dầu bẩn. Ở trên chiếc tàu công này nhìn xa xa thì Tùng thấy họ bố trí rất nhiều những cái công lạnh, cộng tơ lạnh ở bên trên lắp nó màu trắng trắng không biển. Thì ở trong những cái cộng tơ lạnh này thì họ chứa những cái sản phẩm mà hàng hóa giống như là cá đông lạnh, tôm đông lạnh hay hải sản đông lạnh thì họ sẽ cho trong đây, và những cái thiết bị gì đó mà cần phải bảo quản lạnh hay những cái đồ dùng cần phải để đồ ăn thực phẩm, thực phẩm cần phải bảo quản lạnh thì họ sẽ cho vào những công lạnh. Và những cái công tơ lạnh này thì nó cũng làm cái thùng chứa thôi, nhưng mà nó có cách nhiệt, được bọc cách nhiệt và được có hệ thống làm lạnh giống như cả cái tủ lạnh nhà quý vị đó. Để mà bảo quản được cái chất lượng lương thực thực phẩm thì mỗi một loại họ sẽ chỉnh công tơ lạnh, họ sẽ chỉnh ở nhiệt độ khác nhau. Ví dụ như là thịt lợn hoặc là cá thì có thể gọi là họ cài từ 15 đến 25 độ, từ âm 15 đến 25 độ. Nhưng đối với loại rau thì nếu mà cài quá sâu thì sẽ bị gây hỏng, chính vậy rau cỏ các thứ thì họ để từ có thể là để từ 0 đến 0 độ đến 5 độ để trong trạng thái gọi là mát thôi. Ở phía đằng sau con tàu này chính là phía bên giữa. Đối với tàu công thì đối với tàu hàng và tàu công hàng thì đa số là buồng lái ở bên giữa,
À, bên cuối phía đuôi của con tàu, nhưng đối với tàu công thì có tàu buồng lái ở phía sau đuôi, buồng lái ở phía sau có tàu thì ở giữa của tàu thì buồng lái ở phía trước và buồng máy ở phía sau. Nói chung là nếu mà có quý vị có quan sát ở trên biển thì nhìn thấy rất nhiều những cái đặc thù khác nhau. Thì tàu này thì trước buồng lái cabin thì họ bố trí ở gần đằng sau đằng lái, từ đằng lái họ vẫn bố trí để được là bốn dãy. Như tàu này được 4 dãy, 1, 2, 3, 4, 5, 5 dãy công tê lơ nữa. Theo quý vị này, ở trên cái dãy cuối cùng của phía sau lái chính là cái công màu trắng này, chính là công này này. 1, 2, CM, ACGM, 1, 2, 3, 4, 4, 16, tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 20 chứ. Đúng là 5, 4, 20, vẫn 20 công tê lạnh đằng sau này. Con tàu này có tên là Lee Mary Hamilton. Đăng ký quốc tịch thì Thanh Tùng nhìn nó xa quá. Ở đằng sau, ở bên dưới này là cái, có quý vị nhìn ở dưới am ấy thì nhìn thấy nước nó đang bị cuốn lên, chính là chân vịt, hệ thống chân vịt đẩy tàu. Ngày xưa cái thời mà ngày xưa khi mà cái động cơ diesel họ chưa đi ra, chưa thiết kế thì họ đã, người ngày xưa họ đã biết sử dụng như là bằng sức gió, tức là dùng những cánh buồm, những công việc lợi dụng sức gió và dùng buồm để mà đẩy tàu đi. Và sau đối với những cái tàu nhỏ thì họ có thể dùng sức người, đó là những cái bánh lái bằng chèo thuyền bằng tay. Thì ngày xưa cái thời chiến tranh, các vị xem những cái phim Trung Quốc như là Tam Quốc Diễn Nghĩa thì hay là Thủy Cử thì họ có sử dụng, mà hiện nay thì họ cũng rất nhiều những xuồng nhỏ họ có sử dụng những bánh lái bằng tay. Động cơ sau đó thì sau cái sử dụng bằng sức gió thì họ sử dụng bằng thời kỳ bằng động cơ hơi nước, tức là họ biến chuyển từ nhiệt lăng thành cơ lăng, tức là từ cái khí đốt như là than, hoặc là những cái chất đốt như là than, hoặc là có thể là khí đốt như là dầu, sau đó thì họ hâm cái nước lên và nóng lên và nước sôi tạo ra hơi, và hơi sẽ được đưa đi, hơi áp lực cao được sấy, có thể hơi được sấy khô hoặc là hơi bão hòa, có thể là hơi bão hòa, có thể là hơi được sấy khô rồi sau đó thì đem đi đẩy tua bin tàu thủy và được lai hệ động lực đẩy tàu, như là đẩy trục chân vịt. Đây chính là chỗ bãi đỗ xe của những công nhân nằm ở trong kênh đào Ba La Ma. Trong cái quang cảnh ở đây rất là thiên nhiên rất là đẹp của quý vị ạ. Thanh Tùng, có lẽ Thanh Tùng xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.